Phần demo em làm về phân tích cái chỉ số S&P 500 và cái bộ data của em là về chứng khoán Mỹ. Phần thuyết trình của em sẽ đi qua 3 phần. Đó là đầu tiên là tổng quan về cái chỉ số S&P 500. Tiếp theo mình sẽ đào sâu xuống ngành và công ty. Thì em sẽ giới thiệu qua về chỉ số S&P 500. Thì nó là một cái chỉ số cổ phiếu dựa trên 500 công ty có vốn hóa lớn nhất trên sàn New York và Nasdaq. Cái chỉ số này được tính toán theo hãng S&P Dow Jones Indices, và cái chỉ số này thì nó cũng khá là lâu đời trong thị trường chứng khoán. Đầu tiên về tổng quan về cái chỉ số thì ở đây em có nhìn ra một số cái sự kiện, đó là tổng số lượng giao dịch của cái chỉ số là khoảng 2.000 tỷ giao dịch, và cái lợi nhuận nó mang lại trong 5 năm là từ năm 2018 đến 2022 là khoảng 33%. Đấy, thì khi mà phân tích em thấy là thị trường tăng mạnh gấp 2 lần, gấp 2,2 lần từ tháng 5 năm 2020 đến tháng 1 năm 2022. Năm 2022 thì từ năm 2022 thì thị trường đã bắt đầu có xu hướng giảm và đã giảm được 25% từ lúc đạt đỉnh vào tháng 1 năm 2022. Về khối lượng giao dịch thì có sự biến động lớn vào năm 2020 khi mà dịch COVID xảy ra, và cái khối lượng giao dịch tại cái tháng 3 năm 2020 gấp 2 lần cái khối lượng giao dịch trung bình là 4,6 tỷ lượt giao dịch. Tiếp theo thì em sẽ phân tích xuống tiếp theo thì em sẽ đi qua cái đường em sẽ phân tích cái chỉ số SMA. Thì SMA là đường trung bình động giản đơn, và nó là cái đường nối các điểm trung bình cộng của giá đóng cửa trong một khoảng thời gian nhất định. Thì ở đây em phân tích trong một khoảng thời gian ngắn hạn thì là 20 ngày, trung hạn là 50 và dài hạn là 100. Đấy, thì cái đường SMA này trong chứng khoán thì nó có tác dụng là nếu mà cái đường giá mà cắt xuống dưới, cắt lên trên đường SMA thì cái cổ phiếu đấy đang có xu hướng tăng. Nếu cắt xuống dưới đường SMA thì cổ phiếu đấy đang có xu hướng giảm. Thì ở đây khi mà phân tích chỉ số S&P 500 có thể thấy là cái đường giá đang cắt xuống dưới ba đường EMA, và nó cho thấy là tương lai thì cái chỉ số này vẫn đang trong xu hướng giảm và mình sẽ không nên giao dịch. Tiếp theo em sẽ phân tích xuống các ngành trong cái chỉ số này. Thì nếu mà xét trong khoảng thời gian 5 năm thì đầu tiên về khối lượng thì mình thấy được là 5 ngành có khối lượng giao dịch lớn, đó là ngành công nghệ thông tin, ngành hàng tiêu dùng, ngành tài chính, ngành công nghiệp và ngành hàng dịch vụ tiêu dùng. Và với cái lợi nhuận thì cũng có 5 ngành có lợi nhuận cao hơn trung bình, đó là ngành công nghệ tin, ngành hàng tiêu dùng, ngành tài chính và ngành địa ốc. Tiếp theo là ngành dịch vụ tiêu dùng. Thì khi mà so sánh thì em giữ lại được cái insight đó là mình có thể thấy là cái ngành địa ốc không có khối lượng giao dịch lớn nhưng mà lại đem lại cái lợi nhuận cao hơn cái lợi nhuận trung bình. Tiếp theo, chính vì lý do đó em sẽ phân tích vào cái ngành bất động sản hay là ngành địa ốc. Thì ở cái đồ này thì đang cho thấy là trong năm 2022 thì cái ngành địa ốc đang có xu hướng giảm và cái đường EMA 100 ngày đang cái đường giá đang cắt xuống dưới đường EMA 100 ngày. Thì điều đó nó càng chứng tỏ cái nhận định trên và mình sẽ không nên giao dịch trong thời gian tới. Tiếp theo về cái lợi nhuận thì trong ngành địa ốc thì em có tìm ra được một số cái cổ phiếu mà nó có lợi nhuận cao hơn lợi nhuận
trung bình. Đây là mình xếp trong thời gian là 5 năm thì có một số cổ phiếu như ARE, BP có lợi nhuận cao hơn lợi nhuận trung bình 34%. Thì em xin kết thúc cái phần thuyết trình của mình. Ok, cảm ơn Sơn. Sơn có thể chia sẻ cái phần có vào đường chạy chạy nha. Chia sẻ cái file Power BI của Sơn được không? Thì cái khi mà em làm cái final project này thì cái khó khăn đầu tiên có thể nói là cái hiểu hiểu cái dữ liệu là cái thứ nhất, cái thứ hai là cái tính các cái chỉ số, đó là khó khăn. Ở đây thì em có một số cái visual về line để xem mình nhìn được cái xu hướng của chỉ số, cái phân tích cái sector, cái ngành. Bây giờ em đào sâu vào cái ngành địa ốc, cái ngành để phân tích vào từng cái cổ phiếu. Ok, cảm ơn Sơn. Rồi đến phần nhận xét nhé. Nhờ Đạt nhận xét về cái file Power BI cũng như là cái phần trình bày của Sơn. Ok thì cảm ơn Sơn đã có chia sẻ về cảm ơn Sơn đã chia sẻ về cái nội dung khá là thú vị về cái phân tích thị trường chứng khoán của Mỹ. Tuy nhiên là ở đây thì anh khi mà ngay từ đầu khi mà mình bước vào một cái bài trình bày thì anh nghĩ là mình nên có một cái overview cho người nghe để họ hình dung là mình đang cần trình bày về cái gì. Vì khi mà bắt đầu nghe em trình bày thì anh cũng chưa rõ được là cái mục đích của cái slide báo cáo này là gì, và khi mà em trình bày xong thì cái output em đưa ra cho mọi người là gì. Ví dụ như anh nghe thì anh không biết là mình sẽ có thể là quyết định được là mình chọn được một cổ phiếu nào, hay là mình đưa ra một quyết định mua bán trong thời gian 5-10 ngày tới như thế nào. Thì có đó em có thể nên bổ sung thêm về một overview ở mặt summary, cái trang overview và summary giống như cái bài của bạn Huyền lúc nãy, em có thể tham khảo. Ở đây thì có cái điểm sáng khá là hay là trong cái bài báo ở cái file Power BI của em thì cái anh đang thấy là em đang làm một cái visual nó đang chạy slide up đó thể hiện mức độ tăng giảm của cổ phiếu, là một cái khá là hay. Về mặt các cái chỉ số tính toán đường SMA thì nó là một cái cũng khá là lằng ngoằng, một cái công thức tính SMA khá là lằng ngoằng mà em tính được vào trong Power BI và thể hiện nó ra, thì đó cũng là một thứ rất là đáng khen. Như ở đây anh hiểu là em đang dựa vào cái đường SMA và một số cái chỉ số volume và mức return của cổ phiếu để đưa ra khuyến nghị cho người đọc hiểu là mình có nên quyết định mua bán trong thời gian tới đúng không? Vâng, thực ra cái em làm thì em muốn kiểu phân tích mô tả, em phân tích cái thị trường này, chứ hay em cũng chưa muốn đưa ra cái khuyến nghị đầu tư, tại Ok thì vì nói để chung vâng để mà đưa ra thì nó cần nhiều một nhiều cái chỉ số nữa mà em không chưa chưa tính được. ok thì về cơ bản thì em dựa vào cái chỉ số này cũng là một cái chỉ số để mà đưa ra được quyết định, một trong những chỉ số để mà mình đưa ra quyết định rồi, thì em có thể phân đưa ra một số góc nhìn về mặt biến động về mặt volume của cổ phiếu trong một chu kỳ, một khoảng thời gian 5 đến 10 ngày, 20 ngày. Xem cái mức độ biến động volume như nào, top các cổ phiếu biến động volume lớn nhất trong toàn bộ cổ phiếu trong một khoảng thời gian, hoặc là mức độ return trong một khoảng thời gian cũng trong 5 đến 10 ngày. Rồi thì mình thực hiện theo các cái chỉ số đó, phân tích các chỉ số đó theo theo ngành nghề và làm cái hierarchy từ ngành nghề đi xuống các cổ phiếu. Đó là một cái số góc nhìn để mình có thể tiếp cận được khi mà mình quyết định phân tích về thị trường chứng khoán. Ngoài ra lúc nãy anh thấy đó là về mặt tiếp cận các hướng phân tích, còn về mặt cái chart lúc anh thấy có một cái chart nó thể hiện về mặt return by volume và company ấy, thì anh đang chưa hiểu cái em đang thể hiện cái volume ở đây nhằm mục đích là để làm gì, vì anh đang thấy thông tin này nó hơi hơi không có ý nghĩa lắm. Em có thể giải thích thêm đoạn này không? Ở đây thì em muốn so sánh là ví dụ như cổ phiếu mà được giao dịch nhiều thì có đem lại lợi nhuận cao hay không, hay là nó ngược lại. Đấy là cái góc nhìn của em. À, ok. Ví dụ như được giao dịch nhiều nghĩa là có nhiều người quan tâm, thì nếu mà nhiều người quan tâm như thế thì nó có đem lại cái lợi nhuận ổn định không?
Ok, thì em có thể dựa vào những cái thông tin như vừa rồi thì em có thể đưa ra một cái nhận xét nho nhỏ xem là cái sự liên quan giữa volume mua bán và cái return của cổ phiếu nó sẽ là như thế nào. Thì có thể đưa ra thêm nhận xét là như thế. Ok, thì đó là một số cái góp ý nho nhỏ của anh về cái tiếp cận và một số cái cách trình bày của em trong cái báo cáo này. Thì có thì Quân có thể bổ sung thêm một số cái nhận xét khác cho Sơn. Rồi, ok, cảm ơn Đạt. Rồi, anh là mình nhận xét về bài của Sơn thì về nội dung của report thì đã nói chung là chọn cái đề tài nó cũng khá là khó, nó khá là kén người nghe. Tuy nhiên là bởi vì là cái này thì hôm trước cũng nói rồi, đấy là mình sẽ cần, nói chung là mình thích làm cái nào thì mình sẽ tìm hiểu về cái đó thôi để mình hiểu thêm cái ngành đó, cũng như là mình luyện tập các cái technique hay sử dụng các cái measure đó. Thì về ở đây thấy là cái như Đạt đã nói đấy là có sử dụng các cái measure như kiểu tính lượng SMA các thứ, xong rồi có vẻ các cái đường đấy nó rất là khó, và cái việc mà mình hiểu kể cả mình lấy ở trên mạng hay mình tự viết ra hay là mình tùy chỉnh cho cái báo cáo của mình thì cái việc mà tự research thì nó rất là tốt trong cái việc là mình bắt tay và thực sự mình làm đó. Thì rất là hoan nghênh cái việc mà Sơn đã dành thời gian để có thể làm ra một cái các cái báo cáo nó rất là khá là phức tạp về mặt technical, và cũng như phải tìm hiểu về cái ngành chứng khoán thì mới hiểu được cái phần này đó. Thì nói đấy là nói về cái phần là nội dung của report. Ngoài ra thì cũng có sử dụng các cái visual mà mình hay hay nói với nhau ở trên lớp, giới thiệu với nhau trên lớp rồi đấy. Thì rất là hoan nghênh cái việc đó. Về cái phong cách trình bày cũng như là insight thì ok, về mặt cái data thì anh ghi nhận là Sơn là rất là hiểu về cái dataset của mình đó. Và tuy nhiên nó chỉ có một cái phần đấy, như bạn nói đấy là cái phần này là nó nói về cái là chứng khoán, nó khiến cho mình sẽ phải là một cái người kiểu rất là cái domain knowledge về cái chứng khoán nó rất là tốt thì mình mới, như là có một số cái như kiểu SMA những thứ cái đường đấy thì anh không biết, như là volume by date các kiểu, hay là nhìn cái chỉ số đấy nó ra được insight action gì, thì cái phần đấy Sơn đã với chị nghĩa biết là người đọc sẽ có thể sẽ khó khó hiểu các cái định nghĩa đấy, nên là đã có trong slide đã có những cái phần giải thích cho để người ta có thể là đọc đã hiểu được đó, thì nó rất là hiểu dataset. Còn cái phần về domain thì chắc là kiểu sợ mình cũng phải đi làm ở trong ngành đó một thời gian thì mình mới có được những cái insight mà kiểu chỉ người trong ngành biết đó. Đó thì cái phần về domain knowledge đấy mình thiếu thì không sao cả, phần đấy thì nghĩa là mình thích cái ngành đó, mình muốn tìm hiểu về ngành đó thì dần dần mình sẽ lên được kiến thức thôi đó. Thì phần đấy nó về phong cách trình bày là như vậy. Về khả năng am hiểu report nó truyền tải thông tin thì cũng ok, cũng khá là trình bày theo một câu chuyện mà đâu đấy thì nó cũng sẽ hơi bị ngắt nghỉ giữa chừng một chút, thì không sao, mình dần dần mình trình bày thì nó sẽ quen thôi đó. Và có cái insight hay nhất thì đấy là không nên đầu tư rồi, thì phần đấy đương nhiên là đương nhiên hay nhất. Còn đương nhiên là cái phần đằng sau liên quan đến cái việc là có một số ngành như là mình phát hiện ra, mình bảo là đấy có một số ngành bất động sản theo góc nhìn của em đấy là volume tốt nhưng mà kiểu volume không cao nhưng vì return tốt mình có thể đầu tư vào đó, thì cái phần đấy dựa trên data của mình thì nó hiện tại nó là như vậy. Ok, còn như em nói đấy là nó rất cần rất nhiều những yếu tố khác để có thể là quyết định đầu tư vào cái ngành đó hay không, hay như Đạt nói đấy là kiểu giờ xem xong thì 5-10 ngày nữa tôi nên đầu tư hay không, thì anh chỉ nhớ mỗi cái là không nên đầu tư đó, thì ok đừng đầu tư. Bây giờ mình xem anh sẽ thích đầu tư mà rồi đó, thì phần các trình bày Cảm sao nhất là ok. Hình thức report thì có cũng rất là tuân thủ các cái nguyên tắc thiết kế visual rồi, thì cũng rất là dành thời gian để tùy chỉnh các thứ, highlight những cái số quan trọng lên. Cái chạy chạy thì anh như nói đấy là nhìn thực ra cũng không 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 nó không lưu lại, nó chỉ chạy chạy, nó giống như sàn chứng khoán thì trông nó hay hay thôi, còn thực tế là kiểu nó ơn. có tác dụng hay không thì cũng không rõ, thì không sao mình cứ làm thôi mà đó. Còn về cái phần liên quan đến nguyên tắc thiết kế visual thì thiết kế report chứ, thì cũng như Đạt nói đấy là nó cái phần đầu tiên trong cái design principle đó, là mình phải xác định xem là cái người dùng nha, cái user, cái audience của mình, người nghe là ai, kể cả trong cái file Power BI cũng như là ở trong cái slide, đúng không? Mình phải xác định được là đối tượng của mình là ai. Thì cái phần này có thể bởi vì ở đây nó là buổi demo mà, thì mình có thể là rào trước ngay từ đầu đấy là đây là em trình bày cái đấy, em nói về dataset này nói về cái gì, và ở đây đấy là em muốn đề xuất cho những người nghe đấy là khách hàng chẳng hạn, hay là em đề xuất cho người nghe là sếp của em về cái thị trường chẳng hạn đó, thì em rào trước cái phần đối tượng đó. Thì lúc này thì người nghe như kiểu vì mình là ở đây mà, thì mình sẽ ok thì tôi sẽ phải giả vờ tôi là khách hàng, tôi giả vờ tôi là sếp để tôi hiểu được xem nội dung của nó là ai đó. Còn cái phần này thì khi mà đọc qua đây bởi vì cái đề tài nó khó mà, thành ra là nó cũng không, em sẽ cần phải có cái phần đó để em nói xem đấy, đây là ví dụ để là em sau khi em đi
Thì mới trình bày cái này trong CV của em á, thì em sẽ cần xác định rõ đấy là đối tượng mà em định nói cái trình bày cái này cho em là ai, để người ta có thể biết được là à, bởi vì là tôi là khách hàng nên là tôi sẽ cần phải hiểu rõ từng SMA là gì, volume là gì. Còn nếu tôi là sếp rồi thì mấy nay tôi biết hết rồi, tôi chẳng cần phải nghe, kiểu như thế. Đó, thì đấy, thì một chút về cái việc liên quan đến là thiết kế report thôi. Còn về tính chuyên nghiệp, độ đầu tư các thứ thì rất là dành rất là thời gian rồi. Như anh nói từ đầu đấy, rất ghi nhận các bạn đã dành cái thời gian để làm cái slide, làm cái vào VI các kiểu. Đặc biệt là thấy là có một số cái visual đều là tốt, từ đầu mình chỉ comment vài cái formatting thôi, nhưng cũng một số những cái report của các bạn nó khá là sơ sài. Khi mà thật ra thì sơ sài vì nó là draft mà nên mình không nói, nhưng mà ý là mình rất bất ngờ khi mà tất cả khi mà trình bày cuối cùng nó đều ra một cái sản phẩm và mình nghĩ là đều có thể là nhận một cái vị trí của DA chứ không chỉ có bạn Huyền, nên các bạn là có thể là sẽ dành thời gian trau chuốt hơn một chút hay này thì kia. Thì mình sẽ, nếu mà muốn đi sâu ngành DA thì mình nghĩ là các bạn đã ở đây đến bây giờ thì mình đều có thể là có khả năng vào các cái vị trí DA rồi, chẳng qua là thầy Cường thích DA nữ thôi là không tính. À, thầy Cường đấy, thầy Cường thầy tìm một CV cho mọi thầy nghỉ rồi, thầy đi chăm con rồi. Ok, thì đấy là về nhận xét chung về bài của bạn bạn Sơn với cả bài của mọi người. Mọi người có comment bạn Sơn hay là comment về tổng quan các vấn đề gì không? Ok, thì đó, thì nếu như thế mình nghĩ là có thể kết thúc cái buổi trình bày hôm nay ở đây. Các bạn nào mà có chia sẻ gì hay là có gì thì có thể là trao đổi ở đây cũng hoặc là nhắn tin các thứ qua team cho bọn mình. Đó, còn như mình đã nói rồi, đấy là mình rất là, nhưng thực sự thì mình cũng khá là bất ngờ nha. Đầu tiên mình host một cái buổi liên quan đến trình bày về final project và mình thấy là đâu đấy những cái mà nỗ lực trong cái việc của mình hay của Đạt hay là của trung tâm trong cái việc là truyền đạt các kiến thức mà bọn mình nghĩ là nó sẽ giúp ích cho mọi người thì đâu đấy nó thể hiện bằng những cái kết quả như này, thì mình thực sự là mình thấy rất là vui. Nhưng đâu đấy là các bạn đều có một cái sản phẩm gì đó để có thể là tốt cho bản thân các bạn, hoặc có thể là sau này mình có thể là đi phỏng vấn xin việc các thứ đó. Thì rất là cảm ơn mọi người dành thời gian nhé. Và cái phần comment của Đạt với của mình thì chắc là nốt ngày mai sau khi mình có cái buổi với cả demo của bạn Nam thì mình sẽ chỉnh sửa ngôn từ các thứ, kiểu viết lại các thứ, rồi mình share tất cả cho mọi người cùng xem luôn nhé. Cũng này cũng chẳng có gì, là nhận xét này thì là tất cả mọi người cùng học hỏi thôi, không có gì private lắm đúng không? Mình chắc là chia sẻ cho mọi người cùng xem không sao đúng không? Nếu bạn nào mà thích gửi riêng thì mình sẽ gửi riêng, còn nếu không thì mình sẽ gửi một cái file tổng hợp cho mọi người học hỏi lẫn nhau nhé. Ok, cảm ơn mọi người. Đạt có chia sẻ gì không? Thôi chắc là mình cũng chia sẻ hết, đóng góp hết từ lúc nãy rồi, và cũng ghi hết vào Excel cái file nhận xét rồi, thì mọi người cứ xem và cùng cải thiện nó, thì hy vọng là mọi người có thể tìm được một job ưng ý với cái nhu cầu của mình. Ok, biết đâu chúng ta gặp nhau ở công ty thì sao. Ok, ok, cảm ơn thầy.